Bài trích sách khôn ngoan. Tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan. Vì vàng trên cả thế giới so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc so với Đức Khôn Ngoan cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Đó là lời Chúa. Giả sử như có ai đó hỏi bạn rằng, trong cuộc đời này, đối với bạn cái gì là quý nhất? Thì câu trả lời của bạn sẽ là gì? Có phải là nhà cửa, xe cộ, tàu thuyền, vàng bạc, bằng cấp, danh vọng, địa vị, chức quyền hay là sắc đẹp không? Đối với tôi, tất cả đều quý cả. Nhưng sự khôn ngoan mới là cái quý nhất. Bạn biết tại sao không? Xin thưa là bởi vì tôi thấy ở trong sách Các Vua quyển thứ nhất kể rằng khi Đức Chúa hỏi vua Salomon ông muốn xin gì, thì vua Salomon chỉ xin Chúa ban cho ông có một điều duy nhất, đó là sự khôn ngoan. Ông nói như thế này: xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Nếu sự khôn ngoan không phải là cái quý nhất, thì vua Salomon đã chẳng xin Đức Chúa ban cho ông sự khôn ngoan. Bạn thấy đúng không? Chưa hết, vua Salomon là người khôn ngoan nhất trên thế gian này, đã cho chúng ta biết sự khôn ngoan là nguồn gốc của tất cả mọi sự thiện hảo. Ở trong sách Châm Ngôn chương 3 câu 13 đến câu 18, vua Salomon viết như thế này: được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào so sánh nổi. Bên hữu khôn ngoan là trường thọ, bên tả là danh giá giàu sang. Khôn ngoan chính là cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan. Giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc. Có sự khôn ngoan là có tất cả những thứ quý giá khác. Như vậy thì rõ ràng là sự khôn ngoan nó là quý nhất, không thể nào sai được. Còn nữa, khôn ngoan là một nhân đức và là nhân đức đứng đầu trong bốn nhân đức căn bản: khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ. Sách Giáo lý Công giáo số 1806 khẳng định rằng có được sự khôn ngoan là có khả năng làm được những điều thiện và tránh những điều ác. Tôi xin trích đoạn: nhân đức khôn ngoan là người dẫn đường. Đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn phán đoán của lương tâm. Nhờ đức tính khôn ngoan này, chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào từng trường hợp cụ thể và không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh. Lời Chúa trong bài đọc 1 của Chủ nhật hôm nay trích trong sách Khôn Ngoan còn mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa chính là Đức Khôn Ngoan. Ai chiếm hữu được Đức Khôn Ngoan thì người đó sẽ có một tâm hồn bình an, hạnh phúc và được hưởng mọi sự tốt lành. Tác giả của sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý, vương trượng, ngai vàng, trân châu bảo ngọc, địa vị, danh vọng, chức quyền, vàng bạc, trân châu bảo ngọc, sức khỏe, sắc đẹp so với sự khôn ngoan thì chỉ là bùn đất, chỉ là cát bụi và là hư vô mà thôi. Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhận ra và đồng ý với tôi rằng cái quý nhất trên đời này không phải là của cải vật chất, không phải là những căn nhà, không phải những chiếc xe,
tàu thuyền. Không phải là tiền bạc, bằng cấp, danh vọng, địa vị, chức quyền, sắc đẹp, sức khỏe, hay tình yêu hay là tình bạn, nhưng là sự khôn ngoan. Và nếu bạn tin rằng khi có sự khôn ngoan, tức là khi chúng mình có Chúa, thì bạn và tôi sẽ có tất cả mọi sự thiện hảo, thì chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để bạn và tôi biết nỗ lực và biết cố gắng hết sức mình để chiếm hữu được sự khôn ngoan. Chiếm hữu được sự khôn ngoan bằng cách nào? Xin thưa, bằng ba cách này. Thứ nhất là gần gũi với Đức Khôn Ngoan. Gần gũi với Đức Khôn Ngoan qua việc tâm sự, trò chuyện, lúc vui cũng như lúc buồn, ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong những lúc bị cám dỗ. Chúng mình hãy mở miệng ra xin Chúa là sự khôn ngoan, ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài, để khi làm bất cứ một quyết định nào, dù lớn dù nhỏ, bạn và tôi sẽ làm được những điều thiện và tránh những điều ác. Thứ hai là gần gũi với Đức Khôn Ngoan qua việc đọc Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chứa đựng một kho tàng vô tận của sự khôn ngoan. Đọc sách Châm Ngôn, sách Khôn Ngoan, sách Huấn Ca và bốn cuốn Phúc Âm, tôi và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều sự khôn ngoan từ vua Salomon và từ Đức Giêsu Kitô. Ngài là nguồn mạch của mọi sự khôn ngoan trên thế gian này. Ông bà ta nói rằng gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Bạn và tôi hãy cố gắng gần gũi với Đức Khôn Ngoan qua việc tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ và qua việc lãnh nhận bí tích thánh thể, bạn và tôi sẽ được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Một sự gần gũi thân mật thật tuyệt vời. Có Chúa ở trong mình là lúc đó chúng mình có sự khôn ngoan. Đó là điều hiển nhiên và là một chân lý. Cầu chúc bạn một cuối tuần bình an, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui của Đức Khôn Ngoan.